ai cũng đặt bò lỡ hết mà, bây giờ cũng có bò lỡ mà làm gì. Đặt bò lỡ đây. Dạ đúng rồi, nếu mà những người hầu giờ nó nuôi ba bê rồi là nó đặt bò lỡ hết, nuôi nó nhanh. Bò mấy con này nuôi sale này thôi chứ miễn bàn luôn á. Chú chị bà bán tháng 12 ba con 130 xong bắt đầu bán bắt ba con 83 triệu xong 2 tháng 20 ngày bán 120 triệu. Đúng rồi. Nếu mà nuôi mà chuyên ba bê là nuôi phải đúng nó là giỏi á. Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ tổ mùng 10 tháng 3, Tùng TV xin mến chào quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi. Hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 4 năm 2024 dương lịch, và hôm nay là ngày 10 tháng 3 âm lịch. Đó cũng là giỗ tổ Hùng Vương. Và sáng hôm nay cuộc hành trình của Tùng TV vận chuyển tổng quan 8 con 3B hàng cực đẹp luôn, giao về cho hai vị khách ở trên Đắk Lắk. Một người thì ở huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, và một người nữa thì ở thị xã Buôn Hồ. Chia sẻ với quý cô chú anh chị, quý bà con, hiện tại thì mình đang có mặt tại cổng chào huyện Ea Hờ Leo, địa phận ranh giới giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk. Mình đi rất là sớm và hiện tại bây giờ mới có 5:30 sáng thôi, trời vừa sáng. Mình làm cái video mở đầu này chia sẻ về cuộc hành trình ngày hôm nay. Và ngày mai thì mình sẽ về quê mua một ngày bò nữa. Và ngày mốt thì mình sẽ có một chuyến bò về Phú Yên nấu đủ bò. Đó thì bà con khu vực Phú Yên có nhu cầu mua bò thì liên hệ với mình nhé. Và cuộc hành trình ngày hôm nay như thế nào, giao 8 con bò về cho hai vị khách ở Đắk Lắk ra sao, thì mời quý cô chú anh chị cùng quý bà con theo dõi hết video để biết. Đồng thời like và đăng ký kênh nhiệt tình để ủng hộ Tùng TV ra những video mới hay hơn, chất lượng hơn gửi đến quý bà con, quý cô chú anh chị. Ngày mới bắt đầu và kết thúc video này chắc cũng là cuối ngày. Kính chúc quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui trong công việc chăn nuôi của mình, luôn được thuận lợi và có một ngày giỗ tổ Hùng Vương cực kỳ ý nghĩa đối với một số bà con nghỉ chơi lễ giỗ tổ Hùng Vương nhé bà con. Rồi cùng bắt đầu nội dung video với mình nào, let's go. Nhớ đăng ký kênh và bấm chuông nha. Rồi, đó là cổng chào huyện Ea Hờ Leo. Đó thì mình đứng lại đây thấy cảnh đẹp đẹp, mình quay cái video mới đầu. Và trước màn hình quý cô chú anh chị, quý bà con chăn nuôi là tổng quan 8 con bò B khi mà đã đứng trên xe như thế này. Đó thì chia sẻ với quý cô chú anh chị, 8 con này á thì mình giao 2 con cho ông anh đặt bò của mình chắc cả tháng rồi á ở huyện Ea Hờ Leo. Hai con số 1 này và con số 2 kia. Đó, còn 6 con còn lại thì mình vận chuyển về Buôn Hồ cho anh trai lên đó đặt cũng hơn nửa tháng rồi. Đó, mình bắt không có bò, anh thì anh đặt hàng lỡ, nhưng mà chia sẻ với quý cô chú anh chị hàng lỡ mình mua khó quá. Đó thì bây giờ mình tranh thủ mình đi giao bò rồi quay video chi tiết hơn để quý bà con quý cô chú anh chị xem tham khảo. Rồi tới nhà của anh ở trên Ea Hờ Leo Đắk Lắk rồi, chợ Chiên Hai. Anh đi rỏi mất, chờ anh về rồi mình xuống bò mình nha, quay video chi tiết cho bà con xem. Ơi dù cậu chút xíu mặt trai khiếp. Rỏi còn hay sao, tranh thủ dữ vậy. Dạ dắt ra xem lại anh. Chồ đặt bò cả tháng rồi giờ mới có bò rồi. Dạ. Sáng nay giao anh rồi giao cho ông anh ở trên Buôn Hồ nên là tranh thủ đi sớm cho nắng bò. Nếu còn lại trước thì em mở con kia nữa, xuống hai con đi lượt luôn. Đi xuống. Mạnh. Tôi cắt tay thứ chẳng năng anh lên đang trả anh làm. Có gì đó anh luôn không thử đâu nha. Thử con nào anh. Dạ. Đi xuống. Xuống. Đi xuống. Bước. À, anh em cả kẹp luôn xem em lừa. Đấy. Đây. Chụp kẹp đẹp mê luôn ạ. Đây. Hai con đây đều như nhau. Một con dày hơn, còn con hơi mỏng hơn chút, 90.
giờ chuyển qua bê hết rồi mà. Là con giống bây giờ nó sốt quá, nó không có con giống nhiều. Bắt lâu. Là con đẹp chờ lâu quá lâu chừng luôn. Đi, vô. Rồi, đó, kẹp đầu tiên 38 triệu 500. Hai con đẹp như bức tranh. Có là đưa vô dứt luôn rồi hay rồi. Còn 19 con 19 rưỡi. Kẹp đây nuôi đều luôn á. Cột thấp xuống anh, cột cao. Cột dưới đấy. Hai con đây nó nhà người ta nuôi chuồng nên là người ta tém rửa được, nó đi ăn bung rồi. Nó bấm mèm nó đi ăn bung rồi. Nó bò đây mà tranh thá là nó luốc lòng liền, nó không có đi ăn kiểu đây. Cung cách đồ đá không? Dưỡng vàng 90 ạ. Hai con 9 con 10 ạ. Dạ. Bởi vì chưa tới chuồng mà có ngập hết rồi. Ui ôi, hầu giờ ông nuôi bê không em. Ui dồi à. Hàng ở đây nó phá thôi giờ mê ạ. Đúng rồi, hầu giờ chưa nuôi bê chứ nuôi bê rầu phía mà. Hầu giờ nuôi bê rầu nó mới dặn vào lửa chứ không à. Dạ không có, bác không có bò lửa chứ, bác có bò lửa vừa ai cũng đặt bò lửa mà đâu có đâu. Hàng hem mấy thì nuôi giáp nem bán 4 mấy, còn hàng 10 mấy thì nuôi giáp nem bán 3 mấy 40 thôi. Nó cũng vào đây. Đi. Ừ. Tầm 40 hơn tí là được. Đi. 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 Mấy con này nó cũng có xác rồi, nó khô. Ý. Được. Đó. Xéo con đứng hết một ô rồi luôn anh. À. Thấy là nó có đồ nó đứng ăn khỏi chung. Nè, ba con này bắt một chuồng này. Hai con xuống dưới con là ba con bắt một chuồng này. Ui. Đi xuống. Đi. Cho bốn con đứng vô đòi. Còn cái kẹp lớn thì đứng riêng. Kẹp to đứng riêng. Đi vô. Đi vô. Bước. Đó. Vô. Đi vô. Vô. Không còn ai một lứa đứng một chuồng. Còn hai con nữa cho chuồng riêng nữa. Anh kia lớn đứng cho chuồng riêng. Còn đây thôi nó ăn như tem thôi nha. Khô sát sát sâu sâu. Nhưng mà về có ăn là chứ bác mà có hàng lớn gỡ rồi cho lên bác thôi dơm bị nhiều cũng bác. Con này sao nuôi ra hàng tấn á, dài thêm luôn á, em cả kẹp luôn. Đi hai con đôi thôi luôn thì đầu y luôn rồi. Có hàng gỡ đời nó lên thì bác ghi nhưng mà không có mà. Nhưng mấy con dài rồi, chân trụ to rồi thôi chứ. Bác bị nhiều cũng được, mà giờ không có ai. Ai cũng đẹp bò lỡ hết mà bây giờ không có bò lỡ mà làm gì.
Dạ đúng rồi, nếu mà những người hầu vừa nó nuôi ba bê rồi là nó đẹp bò lỡ hết, nuôi nó nhanh. Đi vô. Đi lúc mấy giờ đấy? Chéo đi từ hầu mới có 2 giờ sáng tới giờ. Đúng. Xéo con đổ đồng về tới nhà chưa tới 18 triệu 500. Anh ăn cái gì đấy cháu? Bò đây hàng chiến thá, ăn gì cũng được hết á. Cứ coi vậy cô cho vô là nó ăn thôi chứ. Rôm cũng được, có rôm thá vô nó là chiên rôm mà. Cứ đi chặn về rồi cứ ăn rôm vậy thôi. Ừ, về có ú mà nó không ăn đấy. Đại bếp ú không? Bắp ú. Dạ. Vậy sợ bắp ủ lạ chứ. Nó lạ, nó chưa quen đâu, nhưng mà rôm, nó là chiên rôm với có. Về bò về lên chưa đi bắt rôm. Dạ, yeah. Về ăn rôm cho nó chạch ruột. Hằng của cháu chọn mẹ nên nó to á, nó sau này nuôi tương lai nó dài. Được thì sao lại bắt tiếp chứ. Dạ. Cả tất mê của cô. Chuẩn bị 2 tháng. Đây, anh gót. Anh gớt rồi cháu. Đây mẹ ba bê, phối ba bê đây. Đây con mẹ nên đó là ba bê. Nhưng mà cái con mẹ của con ba bê đó lại là man hoặc là anh gớt. Đầu đó là chắc là anh gớt này. Ra nghĩ được gớm không? Chuẩn bị 2 tháng đấy. Dạ yeah. Chân ép 2 đấy. Đi đeo đi bên định vị đường đấy hả? Dạ yeah. Định vị gõ bên đây mà nó lộn qua phía bên kia mất khúc. Bò mấy con đời nuôi sao này thôi chứ miễn bàn luôn á. Chú chị bà bán tháng 12 ba con 130 xong bắt đầu bán bắt ba con 83 triệu xong 2 tháng 20 ngày bán 120 triệu. Đúng rồi. Nếu mà nuôi mà chương ba bê là nuôi phải đúng nó là vậy á. Mấy cái hàng mà phải nèm tầm 20, phải 30 triệu một con hả? Gần 30 triệu một con là nuôi cực kỳ nhanh luôn. 101 mà ta không có chuồng, ta bắt 3 con 2 tháng 20 ngày phải 120 bán liền. Bán liền, dạ. Yeah. Con vàng đi. Đây chuẩn bị 2 con kia xuất như là 3 con lợn về. Dạ. Bác hàng nuôi ba bê rồi, bác hàng lỡ nuôi nó cực kỳ nhanh. Chứ còn hàng đó mà giờ bác không có. Thì gọi qua nó thôi có ấy ghép lên chiến nuôi thử anh em giao lưu. Giao lưu đúng. Yeah. Nuôi thử chiến. Chiến đi. Hắn mà nhanh lấy thì là đầu con nó nhiều chú. Dạ. Yeah. Có mà đầu con nó nhiều. Được đấy, đầu con nhiều. Đầu con nhiều. Nhưng mà vui vui mà đẹp đẹp đánh giá thì em cũng bán. Đúng rồi. Nó không có múp, nó không có mướt như bò trại. Nhưng mà ăn nhà thôi. Ăn nhà nước ăn miễn chứ. Bỏ đâu cũng dậy hết á. Ở đâu ăn cũng như tem vậy á. Chơi sát sát mà chân trụ con nào đấy. Cao dài đó, to hết chứ không có bắt cái con nào mà mẹ nồi nhỏ hết á.